Hôm nay, một số tài xế xe đậu tại trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khiến giao thông trên quốc lộ 1 tê liệt hàng giờ liền. Từ 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, nhiều tài xế chạy xe trên quốc lộ 1 hướng từ huyện Trảng Bom đi thành phố Biên Hòa tiếp tục sử dụng tiền lẻ mệnh giá từ 200 đến 500 đồng để mua vé tại trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa. Thấy vậy, nhân viên trạm thu phí liền mời các tài xế xe này qua trạm tự do, không phải mua vé. Tuy nhiên, các tài xế không chấp nhận, buộc nhân viên phải nhận tiền mới qua trạm. Một tài xế bức xúc: "Tôi qua trạm thì phải mua phí, các anh chị cứ thu đầy đủ, không thu tôi không đi." Ngoài ra, một số tài xế cũng bỏ tỏ nguyện vọng gặp người quản lý tại trạm thu phí để phản đối việc đặt trạm thu phí không đúng vị trí, thu phí giá quá cao. Sau nhiều lần mời các tài xế qua trạm miễn phí không được, nhân viên buộc phải nhận tiền lẻ của các tài xế này. Vụ việc diễn ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng gần 5 km. Cả hai chiều, trạm thu phí buộc phải xả trạm. Đây là ngày thứ tư liên tiếp các tài xế sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm tránh Biên Hòa. Trước đó, trong tháng 3, trạm thu phí này cũng buộc phải xả trạm 3 lần vì giao thông ùn tắc, tài xế sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm. Đến 9 giờ 15 phút, giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí vẫn ùn tắc. Lúc 10 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt ở đầu đường Võ Nguyên Giáp, điều tiết không cho ô tô đi theo hướng thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom. Tại hiện trường, lực lượng chức năng cùng nhân viên trạm vẫn cố gắng điều tiết tình hình. Đến 10 giờ 30 phút, quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa tê liệt hoàn toàn. Toàn bộ 6 làn thu phí ở cả hai chiều đều có xe chấn giữ khiến xe không qua được. Lúc 10 giờ 50 phút, hai làn xe hướng từ thành phố Biên Hòa và Trảng Bom di chuyển được, còn hai làn xe thì vẫn kẹt, chiều ngược lại là vẫn kẹt cứng. Đội thông tin lưu thông huyện Trảng Bom đã đến hiện trường bắc loa kêu gọi tài xế cho xe qua. Tuy nhiên, các tài xế ở 6 làn vẫn để xe ngay trạm, hàng trăm xe kẹt cứng trước trạm, kéo dài hàng cây số. Cùng lúc này, barrier làn xe máy ở chiều Trảng Bom thành phố Biên Hòa được dỡ bỏ. Lực lượng chức năng đang điều tiết xe bị ùn ứ để tránh ùn tắc. Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, một ô tô đến dừng lại làn này khiến các tài xế xe khác không thể qua được. Sau khoảng 20 phút thả hai làn cho các xe lưu thông, tài xế tiếp tục dừng ở trạm khiến quốc lộ 1 tiếp tục ngưng trệ. Lúc 11 giờ 25 phút, các tài xế lại điệp khúc xả nhỏ giọt cho vài chiếc xe cho qua trạm rồi lại tiếp tục chắn. Trong khi đó, lực lượng xe đổ về trạm được lực lượng khống chế từ xa nên tình trạng ùn tắc giảm đáng kể, chỉ kéo dài khoảng 200 đến 300 mét. Lúc 11 giờ 55 phút, toàn bộ xe dừng chắn trước trạm đã lưu thông qua trạm, giao thông trên quốc lộ 1 dần trở lại ổn định. Mặc dù vậy, lực lượng chức năng vẫn còn ở lại trạm khá đông để theo dõi thêm. 1 giờ 10 phút, tài xế cho xe đậu tại khu vực cabin trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa ở cả 4 làn đường hướng thành phố Biên Hòa đến huyện Trảng Bom khiến giao thông bắt đầu ùn tắc. Khoảng 5 phút sau, ở chiều ngược lại, các tài xế cũng đậu xe ngay trạm khiến hàng chục ô tô, xe khách, xe buýt bị ùn ứ qua trạm. Theo ghi nhận, tất cả các barrier đã được dỡ lên cho các xe đi qua tự do, nhưng các tài xế vẫn đậu tại chỗ. Khoảng 14 giờ, quốc lộ 1 đoạn qua trạm BOT, tuyến tránh Biên Hòa hoàn toàn tê liệt cả hai chiều. Tại hiện trường, các tài xế đậu xe dàn hàng ngang ở cả 8 làn thu phí. Ở làn xe máy cũng có một ô tô khiến hàng trăm phương tiện chôn chân tại chỗ, kẹt xe kéo dài cả cây số. Do nắng nóng, một số khách ngồi trong xe phải xuống xe ngồi chờ, số khác đến nhà dân gần đó để đi bộ hoặc gọi người nhà đến đón về. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông phải chốt ở đường Võ Nguyên Giáp, ngã tư đường Dầu Dây, phân luồng cho xe đi vào hướng khác để nhằm tránh ùn tắc. 14 giờ 30 phút, lực lượng cảnh sát giao thông lập chốt chặn ngang đường quốc lộ 1, đoạn cách trạm thu phí khoảng 200 m, hướng các phương tiện vào dân sinh để né trạm, tránh ùn tắc. Các xe đang đậu trước trạm cũng được hướng dẫn đi ngược chiều để quay đầu chạy tuyến đường vòng. Đến 15 giờ 15 phút, các xe đậu tại trạm thu phí đồng loạt rời trạm, đoàn xe ùn ứ qua trạm tự do không phải mua vé, chỉ một lúc sau khi giao thông ổn định lại. Bây giờ nói em nghe là bây giờ anh
cầu em lại em không? Tôi lần này làm thứ 10, tôi yêu cầu thầy trưởng trạm ra đây nói chuyện cho tôi đi. Tôi nói tôi đi. Tôi đã điện thoại hai lần rồi đúng không? Nếu mà anh có quyền kéo tôi ở đây là nhà báo nè, anh em người dân anh rồi anh kéo đi, anh rút cái sách vô đầu tôi con anh liền á. Đúng rồi, đúng rồi.